Một thông điệp được gửi tới những bạn đang gặp vấn đề về đau lưng. Thì tình trạng đau lưng là rất đơn giản đúng không? Nó chỉ làm bạn mỏi mỏi một chút thôi. Nhưng nếu lâu dần theo năm tháng mà bạn không khắc phục vấn đề này thì nó rất dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng như là thoái hóa hoặc lệch cái đệm hoặc thoát vị. Thì lúc đó thực sự sẽ xảy ra tình trạng rất là khó chịu với chất lượng cuộc sống của bạn. Có thể bây giờ bạn còn trẻ nhưng trung bình khoảng tầm 2 năm tuổi đổ ra là tình trạng nó sẽ bắt đầu nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Với hành trình hơn 10 năm giảng dạy đào tạo yoga Kim Ba thì mình đã gặp quá nhiều những trường hợp như vậy rồi. Vậy trong ngày hôm nay đó là những cái thông điệp gửi tới các bạn để làm sao các bạn có thể khắc phục cũng như né tránh những vấn đề về đau lưng để chúng ta tránh dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng hơn. Yếu tố đầu tiên mà các bạn cần phải lưu ý thì cái việc mà đau lưng phần lớn nó do tình trạng chúng ta ngồi làm việc hàng ngày sai tư thế trong thời gian quá dài. Đặc biệt với việc sử dụng internet, máy tính, điện thoại càng ngày càng nhiều thì các bạn ngồi sai tư thế một cách rất là thường xuyên. Thì các bạn lưu ý, kể cả mình đang ngồi như thế này thì mình cũng phải giữ lưng của mình thẳng, hai vai bằng nhau, cái cổ cách xa nhau ra làm cho bạn được thoải mái hơn. Nếu bạn đang có chiếc máy tính bên cạnh, hãy duy trì cái màn hình làm sao nó vừa tầm mắt chúng ta, đừng để nó thấp quá xuống như thế này. Nếu bạn giả sử đặt máy tính ở đây thì các bạn hay bị cúi xuống, và cúi xuống liên tục như vậy nó làm lưng bạn cuộn tròn. Có thể ngày hôm nay bạn chẳng làm sao cả, nhưng lâu dần theo năm tháng thì nó sẽ làm suy yếu lưng chúng ta một cách rất là nghiêm trọng. Ban đầu thì mỏi mỏi thôi, nhưng sau nó bị thoái hóa thì cực kỳ là kinh khủng. Thì các bạn nhớ hãy điều chỉnh cái dáng, cái làm việc của chúng ta một cách thoải mái hơn, thẳng lưng và chuẩn tư thế hơn. Thì đó là cái yếu tố đầu tiên, là điều chỉnh cái tư thế của chúng ta. Cái tiếp theo nữa thì đấy là sử dụng cái máy tính. Nhưng sử dụng cái điện thoại thì các bạn cũng hay có thói quen là cái sự liên đới là khi cái cổ chúng ta nó bị cúi xuống như thế này thì mặc định bạn sẽ tạo thành thói quen là bạn sẽ cuộn cong cả toàn bộ phần lưng. Do vậy để điều chỉnh phần lưng thì bạn điều chỉnh cái cổ của chúng ta trước. Kể cả bạn đi xe máy, bạn đi ô tô hoặc bạn đang đọc sách, bạn luôn giữ cho cái hướng mắt của chúng ta nó thẳng về phía trước, và cùng lắm bạn chỉ nhìn xuống khoảng 15 độ thôi, như thế này thôi, chỗ cầm này thôi. Thì tất nhiên thường chúng ta sẽ dễ chịu hơn khi cầm xuống như thế này đúng không? Nhưng bạn buộc phải điều chỉnh. Thì nếu không thì ngoài đau lưng ra bạn sẽ bị đau cổ vai gáy và tình trạng này càng ngày càng nhiều hơn. Do vậy hãy nâng chiếc điện thoại của mình lên, hãy nâng cái máy tính của mình lên, hoặc là khi đi xe chúng ta cố đẩy ngược lên một chút, tạo thói quen đẩy ngược hơn. Một cái mẹo cái ba hay chia sẻ với các bạn đó là dán cái tờ giấy nhớ lên màn hình máy tính, lên cái vô lăng của ô tô của bạn, trên chiếc xe máy của bạn, để nhắc nhở bạn hàng ngày trong việc điều chỉnh cái dáng ngồi của chúng ta một cách chuẩn hóa hơn, thì bạn mới ngăn ngừa cái tình trạng về đau lưng của bạn. Yếu tố thứ ba mà mình muốn gửi tới các bạn đó là cái tình trạng về đau lưng ấy, một phần nào đó nó liên quan đến việc là dư thừa cân nặng hoặc là mất cân bằng về tỷ lệ cơ mỡ nước trong cơ thể của chúng ta ngày nay. Tình trạng mà người bị ít cơ, rất là suy yếu, mệt mỏi xảy ra càng ngày càng nhiều đúng không? Như vậy, bạn cần duy trì cho mình một cân nặng vừa đủ theo chỉ số cân nặng so với chiều cao, so với giới tính của mình, để mình duy trì cái sức nặng. Bạn hình dung giống như ngôi nhà chúng ta đấy. Cái cơ thể nó giống như ngôi nhà mà bạn phải chịu một cái sức nặng quá lớn. Lúc đầu nó chỉ là dư 5 cân, 6 cân là chuyện bình thường. Nhưng khi mà cái bộ xương chúng ta nó phải chịu tải 5, 6 cân vượt quá biên độ của nó trong một thời gian rất dài nhiều năm thì nó sẽ làm suy yếu cái cấu trúc xương của bạn đi nhiều hơn. Hay các bạn hình dung bây giờ rất nhiều người có trạng thái là cái chân thì nhỏ, bên trên thì to đùng lên đúng không? Thì những người đấy thường xuyên gặp về vấn đề cơ xương khớp một cách thường xuyên luôn, và khắc phục rất là khó thôi. Do vậy bạn nhớ phải điều chỉnh cái cân nặng của mình ở cân nặng lý tưởng. Bạn thì tra Google những cái cân nặng lý tưởng theo cái chỉ số cơ thể, giới tính và chiều cao của bạn, để bạn có thể duy trì nó một cách phù hợp để an toàn cho cái sống lưng của bạn. Thì đó là yếu tố thứ ba mà bạn phải cân nhắc tới. Yếu tố thứ tư trong cái thông điệp này thì cái ba gửi tới đó là chúng ta hãy tạo cho mình một thói quen trong quá trình tập luyện. Thói quen có thể là đơn giản chỉ là 5 phút, 15 phút trong quá trình hàng ngày thôi. Hàng ngày chỉ 5 phút, 15 phút. Thì bạn có thể tìm ngay trên kênh YouTube của Kim Ba với vô số những bài tập để bạn có thể lựa chọn, hoặc ngay dưới video này Kim Ba sẽ gửi tới bạn những cái bài tập đơn giản với khoảng tầm 5-10 phút. Bạn có thể thực hiện tại bất cứ đâu, không cần dụng cụ, là hoàn toàn có thể khắc phục cái tình trạng đau lưng của bạn mà rồi. Do vậy thì đừng quá cầu kỳ trong việc là bạn phải đến một phòng tập, hay là dành ra 60 phút mỗi ngày, 15 phút hoặc 5 phút cũng đã là quá tuyệt vời rồi. Tôi tin chắc rằng ai cũng sẽ thừa ra 5 phút mỗi ngày đúng không? Như vậy, lựa chọn cho mình một cái bài tập, sau đó chúng ta thực hành đều đặn hàng ngày. Và một yếu tố cuối cùng nữa, đối với người đau lưng thì bạn lưu ý là bạn thể là hàng ngày bạn đi lại, nhưng có một thứ ấy, đó là 8 tiếng hoặc là 6 tiếng buổi tối chúng ta nằm ngủ. Như vậy thì cái giường của bạn, bạn phải để ý cái giường của bạn. Nhiều khi bạn ngủ dậy buổi sáng bạn cảm thấy rất là đau mỏi cơ đúng không? Đau lưng rất là khó chịu.
thì bạn phải điều chỉnh lại cái đệm chúng ta, nó phải tốt, cái đệm tốt để nó phù hợp, nó không bị quá nún, nó không bị quá cứng. Hoặc chiếc gối bạn nằm ngủ ấy, bạn sử dụng các loại gối mà giúp chúng ta dễ ngủ, hay gọi là những loại gối dễ ngủ, hoặc gối gọi là chống thoái hóa thì không hẳn, nhưng mà nó giúp cho bạn cân bằng cái gối. Chứ các cái gối mà nó cao quá, nó làm cho bạn bị đau cổ và đau cả lưng nữa. Như vậy bạn điều chỉnh cả cái giấc ngủ của mình, những cái không gian chúng ta nằm ngủ nó phải thoải mái, nó phải thư giãn. Những người mà đau lưng thì cái ba khuyến khích các bạn này lên thả lỏng ra, nằm ngửa cũng được, nằm ngửa thả lỏng ra. Chứ nhiều khi chúng ta vặn nghiêng người thì cũng được, nhưng bạn vặn nghiêng, bạn này vặn nó sai tư thế thì cũng sẽ gây ra tình trạng bạn bị đau lưng sau khi buổi tối ngủ dậy. Thì đó là năm cái thông điệp mà Kim Ba muốn gửi tới các bạn. Và nhớ là quan trọng nữa thì bạn hãy cho mình một cái kế hoạch tập luyện hàng ngày để tạo chúng ta một thói quen. Và thói quen được hình thành rồi thì nó sẽ giúp bạn hữu ích rất nhiều. 5 phút bây giờ của bạn nhưng sẽ đánh đổi được tương lai. Chúng ta tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và cái chất lượng sống của chúng ta sẽ được nâng lên một cách tuyệt vời hơn. Hy vọng với chia sẻ này sẽ giúp ích các bạn trong quá trình điều chỉnh thói quen tập luyện của mình tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo. Xin chào.